nhưng mà đăng thạc đời xa tại kia chút lên sau hưởng chân trở mình tái mình làm tha để mình bốn nữa kia tăng để cách tha vị trí pressure mùi bình tái xe mẹp nhóm nhóm cách tha bên mình bà bốn đôi chìm mình lê kha mà nẹ đầy squat squat bị dương chứ ba slang dương khổ pêl chui make decision hay dương mình nẹ đầy chung mình luôn này gặp bông ta support dương nâng coi nâng cho mùi dương ở tục chân cháu nó lời cha mất phe đại dội bị chật dương nhẹ đại sốc chật tên cõi nên nóng miền nhẹ khá sốc chật ạt tu chan quan nơi tận tắc phiêng cho mùa dương thở bơ con từng ạt kia đại ạt bao bóng nhung chào ngay nóng nhung nóng thở bơ bây chìa phiêng coi tận tu chan nhung miền bố khá nhưng mà cha bà con nuôi nhưng mà ngon của mai nhưng mà bị mà lê đã lên sọc dương hay là khi chưa sọc dương kia là trong màu mà đoan tiết kia là trong explore và than tiết bị sọc dương chắc ở hải chân dương trai ca sầm ra mà đoan tao phê về để ca hay tới việc được ăn lock free đồng chờ mình đang sinh nhập chỉ vật nhóm cho mùi nắng đẹp rã nhưng anh nhớ khỏi bán ơi còn trên chấm đôi chị Disney ở chân tới thao quay mà ở đây trai ca mà ra cái yên là trong thao ấy nè chắc yên là trong thao ấy nè Thảm ơi nhưng mà qua tha nằm bên này cao lái lên tay nhóm đợt là tha bài chất hay nhóm can't wait for my future the future that I want to be nhưng mình một con nhóm mình là tha ơi bài chất thân một tên ngày nay tôi mang nhóm tốt tiền ở nhóm đây này anh đọc tăng ca máu ở toa mang có xe hợp rộng mang chờn nhưng mà qua tha nhóm nằm thử trô tiền mong mà anh mặt qua lần thử đạp tham phun rồi cầm mơ rồi cởi tay nhung chưa tham khúc gian này cua mãi nhung dễ phép nhóm vì sao ta chỉ đầm bồ miên tặng chân nhung nặng thạch hay ấy đầy là ó nhung nặng phơi tạm hay nhung nặng suy em feedback nên tôi vẫn tầm áo đầm bầy dân tôi ban bảo vì sao đầy chi vật khổ xa đầy là ó chịp xe nè đầm miên bập bồn được kia có đôi chìa nè toàn mập bồn thật ta ở rộng phê mập bồn năng bì dạng nè nhưng mà đăng thạc đầy xa ta kia chút lên sao hưởng chân trở mình tái mình làm tha pe để mình bốn nữa khi tăng để cắt tha vị trí pressure mùi bên tay mềm nhóm nhóm cắt tha pe mình bốn đôi chỉ mình lê kha mà nè đầy squat squat bị dương chứ ba slang dương khổ pe chui make decision chui càng nghe chỉ chờn mình tham ta càng nghe tia mình mà đừng nè để ai dương ai trong này pe mà chỉ vật ban pe đại dương vậy thay cột bài đại dương nâng bài cái cứ mình đập pe đại dương slap cứ chẳng nâng thở cho đại pe mùi quan mà chỉ vật quạt đôi chỉ ấy môi đại bẩm này môi trên đại dương đại quan đang chui dương này chỉ mùi dương sản dương và cả con ở dương chỉ mùi cái này hãy mơ thay con ngày ca giống mà giống ngày thọt video bật video nhưng mà nước sản thay khổ này mình ngày nâng nhưng mà nước sản thay nhóm dầu bốn liền chân hay nhưng mà nước sản thay bên mình bốn tới bài chất đọt thả nâng bên mình bốn tới chỉ vật vì excited là hột vô lần nâng mình ấy để thấy đau mấy cái này đặc khuê mình đi bỏ dưỡng chị các bà bốn dưỡng chị mà cột hay dưỡng lên hay dưỡng mình mà nẹ để dưỡng sản lãnh hay để sản dương để ở tên là chào dương chỉ safe place mùi bấm hot mẹp chỉ vật dương nhưng mẹ làm ra nhóm sâm nắng nhóm miên bổ để nhóm bán tập quân mà nè để sản hay cuối sản lành vô bình nhóm tụi bay bị khát vô sốt phong hiền mùi kia tụi kia the keep learning cause life is about learning right hay chi phụ bọn ñom chi helper ba ñom mien mne dai jeung aich nang ta ho kwat lohot dai kwat aich pdal phiep kak kdai swatthiep a jeung la pi nang tiet ñom mien mak pa ñom dai sala ñom hay la pi nang tiet ñom mien ba dai khmey opok khmey dai lo loving kon dai forgive kon
ហើយទៅបីជាយើងជួបព្យុះភ្លៀងអូទៅបីយើងជួបព្យុះភ្លៀងក៏នៅក្នុងចិត្តយើងមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តយើងអត់ខ្វល់យើងអត់ភ័យ we feel peace in the stormហើយយើងមានអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនហើយកំពុងតែ support យើងនិងអង្គុយនឹងជាមួយយើងអត់បោះបង់យើងអត់ទុកយើងចោលនៅលើឆាកអូមិត្តភក្តិដែលយល់ពីចិត្តយើងមិត្តភក្តិដែលសบายចិត្តជំនួសយើងវ៉ាវអ្នកដែលសុខចិត្តទៅអង្គុយនៅក្នុងមានអ្នកខ្លះសុខចិត្តអត់ទូឆាកគាត់នៅតែទឹកភ្លៀងជាមួយយើងអូបបអកូនអកូនទាំងអស់គ្នាតែអត់បោះបង់ខ្ញុំចោលថ្ងៃនោះខ្ញុំបបបីជាភ្លៀងក៏ទទួលឆាត់នៅតែសบายនៅតែញឹមឆាញ់ឈ្នួលពូម៉ាក់ឈ្នួលប្អូនជំនួសបងជំនួសពូនៅលេងសบายដើរជន់ផុសសบายទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសំណាងខ្លាំងខ្ញុំមានពោខ្លាំងអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណពូម៉ាក់ទាំងអស់អរគុណបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ខ្ញុំយកនេះមិនមែនយកប្របាក់ចិត្តទេយករំភើបមុននឹង3ថ្ងៃគឺខ្ញុំពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តខ្លាំងដែលអត់លក់ដោយសារតែខ្លាចភ្លៀងហើយពួកខ្ញុំពិបាកចិត្តពេកខ្ញុំអត់បាននិយាយគ្នាខ្ញុំក៏មានភាពប៉ះទង្គិចតិចតួចមុនការមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ connect គ្នាសោះតែដល់ពេលយប់មុនការមួយថ្ងៃយើងបាន process ជាមួយគ្នាយំមួយគ្នាស្រែកហៅព្រះមួយគ្នាហើយដល់ពេល end up យើងក៏យល់ពីគ្នា connect មួយគ្នាយើងយល់គ្នាថាអូខេទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយទោះបីជាភ្លៀងក៏ដោយយើងនឹងការទាំងភ្លៀងយើងនឹងធ្វើពិធីនឹងទាំងភ្លៀងយើងនឹងខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធទាំងភ្លៀងហើយយើងនឹងអរសប្បាយជាមួយគ្នាដើរលើភក់ជាមួយគ្នាចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតថាអូខេទោះបីមិនក៏ដោយភ្លៀងក៏ចាប់ដើមហើយដំបូងគិតថាក្អីនឹងសល់អីចឹងណាតែគេប្រាប់ថាក្អីឡើងពេញត្រូវថែមក្អីអ្នកខ្លះមានកន្លែងអង្គុយទៀតសុំតោះមែនតើនិយាយទៅប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកបងបងដែលគាត់នឹងនឹងជាមួយយើងឈរជាមួយយើងមកចូលរួមកម្មវិធីជាមួយយើង worship ជាមួយយើងនៅមើលយើងរំភើបជាមួយយើងសบายចិត្តជំនួសយើងគង់នឹងជាមួយយើងហាលភ្លៀងជាមួយយើង hallelujah អរគុណរំភើបមានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាមានកូនកំមុំខ្លះគាត់គ្រាន់តែឃើញភ្លៀងធ្លាក់ស្អក់ទឹកភ្នែកគាត់យំគាត់បារម្ភតែឃើញយើងធ្វើធម្មតាឈៀលអត់មានអីសោះសុបាយចេញញ៉ាំចេញធម្មតាមានណោមែនអ្នកដែលចូលរួមសិតតអ្នកយល់ចិត្តសុំតោះគាត់ហើយគាត់នៅតែគិតថាអូយកុំសុំតោះអត់អីទេគាត់សុបាយចិត្តគាត់សុបាយចិត្តនឹងចូលរួមខ្ញុំភើបមានអ្នកយល់ពីយើងមានអ្នកចង់ជួយយើងមានអ្នក bless យើងច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនតើមានអ្នកខ្លះទៀតអត់បានចូលរួមក៏គាត់ចង់ដែរវ៉ាវអរគុណខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងមានពរខ្លាំងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាវសบายចិត្តនិយាយទៅអូ So blessed So blessed guy បងនិយាយពីអ្នកថតរូបវិញសិតតអ្នកយល់ចិត្តអរគុណបងបងមែនតើអរគុណបង JC ច័ន្ទសង្សា capture moment អរគុណបងលីហួរ active media photography អរគុណបងបងទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមថតប្អូនទាំងភ្លៀង direct សบายជាមួយខ្ញុំបងថតទាំងភ្លៀងណាបងអីគេឲ្យសบายអូនបងដឹងថតហើយវ៉ាវរំភើបរំភើបណាស់ដល់យទៅមុខសឹករឿងដែលល្អល្អកើតមកក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅក្នុង event មួយហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយល់អត់ចេញទេដោយសារតែ overwhelm ពេករៀងបុកពោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសบายចិត្ត peaceful ការឲ្យសบายចិត្តThank you God for everything. ពេលដែលខ្ញុំអោបគ្នាខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអូខេទោះបីមានរឿងអីក៏យើងនឹងហួមខំភ្លៀងមួយគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងដាច់ផ្ទះបាញ់ផងអីផង
ខ្ញុំអត់មានអីខ្ញុំនឹងធម្មតាខ្ញុំនឹងសុបាយនឹងឈៀលហើយមានពូម៉ែ support ធីវច្រើនទៀតអូយអែមឈរនឹងទាំងភ្លៀងទៀតអូយអែមខ្ញុំភើបណា Thank you God អរគុណទាំងអស់គ្នាមែនតើ Thank you មែនតើខ្ញុំភើបណា